Thưa quý vị, tiếp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru vào chiều nay, ngày 6 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ trang thiết bị an ninh mạng, hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru vui mừng nhận thấy, từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao tháng 9 năm 1973, với sự nỗ lực của hai bên, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đã có những bước phát triển vững chắc, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và mở rộng trên tất cả các lĩnh vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán thực hiện chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác phát triển ở khu vực và trên thế giới. Coi trọng và mong muốn cùng Nhật Bản triển khai thực chất hiệu quả khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, thúc đẩy các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư chất lượng cao hơn nữa vào Việt Nam, đi cùng với chuyển giao công nghệ, hợp tác nâng cao năng lực quản trị và đào tạo nhân lực, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nâng kim ngạch thương mại song phương, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản. Khẳng định quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao và đề nghị hai bộ quốc phòng tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ trang thiết bị, an ninh mạng, hợp tác giữa các doanh nghiệp quốc phòng. Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Nhật Bản đã dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam sự hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả. Khẳng định Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Quốc phòng hai nước tăng cường giao lưu, nâng cao hiểu biết, củng cố tin cậy lẫn nhau và cùng nhau hợp tác trên cơ sở phù hợp nhu cầu, khả năng hợp tác và cùng có lợi trên tinh thần quan hệ hai nước chân thành, tình cảm, tin cậy. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kihara Minoru cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp, gửi lời chia buồn sâu sắc tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người có đóng góp lớn trong thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Đánh giá cao tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam những năm qua, Bộ trưởng cũng thông báo kết quả hội đàm tốt đẹp với Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cho biết chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản và thúc đẩy hợp tác quốc phòng trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm phát triển hơn nữa trong thời gian tới, trong đó có những lĩnh vực mà Thủ tướng đã đề cập. Bộ trưởng cho biết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền và trao đổi lại với các cơ quan chức năng của Nhật Bản để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hợp tác khác mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có ý kiến.